Xin kính chào tất cả quý anh chị. Hơn 300 triệu đồng, bây giờ ta mua được một chiếc xe số tự động sedan như thế nào? Đó luôn luôn là một cái câu hỏi mà với tất cả quý khách hàng với nguồn tài chính hạn hẹp luôn luôn là muốn có câu trả lời. Với một cái chiếc xe, thứ nhất là nó phải có thương hiệu, dễ sửa chữa, rộng rãi để sử dụng đi lại và có thêm một chút công nghệ. Thì chiếc xe trước mặt quý anh chị đây, nó đảm bảo đầy đủ các yếu tố đó. Thứ nhất là về giá thành, 340 triệu cho một chiếc Hyundai Avante, một cái xe phân khúc hạng C, có cửa lock điều hòa tự động, có vành đúc, và một chiếc xe có cái form dáng cực kỳ là rộng rãi, với động cơ 1.6 cực kỳ là khỏe mạnh, thì nó đáp ứng cái nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. Chỉ với 340 triệu đồng thôi, xe chỉ bằng một chiếc Morning, nhưng thực sự đây là một cái chiếc xe mà nó có cái tính năng sử dụng rất tốt và những cái công năng sử dụng cực kỳ là tốt. Và sau đó là anh chị nhìn thấy form dáng của xe thì thế nào đấy. Chiếc xe này có mang cái form dáng là sedan, hai đầu cực kỳ là dài và đi rất là trường xe. Cái cảm giác của chiếc Hyundai Avante thì nó là một cái chiếc xe mà nó nhìn khá là bắt mắt, trẻ trung nhưng mà cũng khá là lịch lãm. Xe được trang bị cả LED nữa, giải LED trước, giải LED sau, bản lốp khá là dày và na răng đúc. Cái chiếc xe này được sơn màu trắng sứ, nhìn cực kỳ là đẹp mắt anh chị nhé. Một cái chiếc Avante chỉ với 340 triệu đồng thôi, sản xuất năm 2011, dù qua 9 năm sử dụng nhưng khi anh chị đến đây và thử lái chiếc xe này thì thực sự chiếc Avante này nó mang lại cái cảm giác lái cực kỳ là tốt. Và nó cảm giác cái đầm chắc cũng như là cái hệ thống treo và cái hộp số của nó chuyển động cực kỳ là êm ái. Khoang nội thất thì rộng rãi anh chị nhé. Với cái chiếc xe này thì sơn si của nó thì cực đẹp luôn. Chiếc Hyundai Avante sản xuất 2011, động cơ số tự động và là phân khúc hạng C, có trang bị cửa lock, đang chào bán tại Ba Tư Phan 340 triệu đồng. Anh chị sẽ nhìn chi tiết tất cả các đường nét của xe để có thể khám phá ra chất lượng của chiếc xe này. Đầu tiên đó là phần đèn của xe. Thì phần đèn của xe thì anh chị có thể nhận thấy được rằng là cái phần đèn xe được trang bị đèn halogen thông thường thôi. Đấy. Và ở đây có 4 cái chấm LED, nhìn chung cũng khá là nổi bật. Cái đèn này thì nhìn chung rất là sáng, cái chất liệu làm đèn thì cực là tốt. Ở đây anh chị nhìn, phần đèn gầm cũng thế này. Đấy, từng chi tiết của chiếc xe này thiết kế quá là chuẩn mực. Và đây anh chị nhìn, tất cả form dáng của chiếc xe này còn nguyên hình nguyên bản nhé. Lốp thì cũng đây, lốp đây. Đấy, na răng to bản 5 chấu, 4 bánh ABS còn cực mới đây, nguyên cả củ phanh, còn nguyên cả chất xe mới đẹp như thế này đấy ạ. Rồi từng cái đường gân gờ của xe còn chuẩn mực. Ở đây anh chị sẽ cùng em quan sát cái đường nét của cái chiếc xe này. Đấy, từng cái khe nó còn zin nguyên như thế này. Cái ốp body kit ở cái phần cánh cửa lái và cánh cửa phụ, và cái lớp sơn si của chiếc xe tuyệt đẹp đúng không ạ? Anh chị đến đây nhìn ngắm cái chiếc xe này, cái màu trắng sứ tuyệt đẹp luôn. Xi nhang chân gương, xi nhang tích hợp chân gương, viền inox quanh xe. Và đây cái lớp sơn si của chiếc xe quá đẹp luôn. Em nghĩ rằng là cái lớp sơn này nó không một cái tì vết luôn. Không một tì vết luôn, anh chị đến xem thì chắc chắn là sẽ thích mắt thôi. Đó, một cái chiếc xe mà 9 năm sử dụng mà chủ nhân giữ gìn nó quá là cẩn thận và đẹp như thế này, thì đây quả là một cái sự lựa chọn tối tân cho cái câu trả lời lúc đầu. Đó chính là mua một chiếc xe rộng rãi, số tự động và là bản sedan với chỉ tầm tiền hơn 300 triệu thì mua chiếc nào? Thì mua chiếc này chứ mua chiếc nào nữa đúng không ạ? Đấy, made in Corina đây. Đấy, đời 2011 đấy anh chị nhá. Và không mua chiếc này thì mua chiếc nào? Đăng kiểm thì dài lê thê đến tháng 5 năm 2022. Anh chị nhìn cái đường nét ở phía bên này này. Cánh cửa bên phụ này. Anh chị nhìn thấy đường nét nó nét căng chưa? Nó đẹp chưa? Chuẩn mực chưa? Ngay cả cái phần đường nét này cũng thế này. Đấy, các phiền phiền cánh cửa nó đều sát nhau luôn. Thì đó là thể hiện một cái chiếc xe còn nguyên bản luôn. Dù chiếc xe nó đã bị dâm xô một chút rồi thì nó cũng sọc sạch anh chị nhé. Nó sọc sạch là điều không thể tránh được nếu giả sử nó có sự va quẹt. Vâng, đấy là va quẹt nhẹ thôi cũng có sự sọc sạch chứ đừng nói là va quẹt nặng. Tất cả các đường nét của xe nguyên bản. Phía sau xe thì thiết kế khá là hài hòa. Avante là một cái thương hiệu mà sản xuất riêng cho thị trường Việt Nam. Anh chị đã nhắc đến như thế rồi thì anh chị cũng biết được rằng là sản xuất riêng cho thị trường Việt Nam có nghĩa là nó thích ứng với người Việt Nam. Chính vì thế cho nên là sản phẩm Avante
nó giá tiền nó vừa phải rẻ này, sau đó nó phải vừa công năng sử dụng nhiều này. Đó chính là những cái mà nhà sản xuất đã hướng tới cho cái chiếc xe với cái phiên bản hạng C mà lại ít tiền như thế này. Gầm bệ đây của chiếc xe này, anh chị có thể nhìn này, không hề có vết mối mọt nha. Chất liệu tôn sắt rất là tốt nhé. Này, đấy, chất liệu tôn sắt rất là tốt này. Gầm đẹp luôn này. Riêng về chiếc gầm của xe này thì chấm hết luôn, miễn bản luôn anh chị nhé. Miễn bản luôn, sau quá trình 9 năm sử dụng mà miễn bản luôn anh chị ạ. Đó chính là cái sản phẩm mà anh chị đang được tiếp cận bởi công ty Ba Tư Phan. Và trực tiếp em Dũng là người giới thiệu với những chiếc xe đẹp như thế này, thì cũng cảm thấy là quá yên tâm khi mà ra cam kết bảo hành cho quý khách hàng. Vâng, bây giờ anh chị nhìn cái nội thất nó với cảm thấy rằng nó vừa ý đúng không ạ? Một chiếc xe đẹp ngoài vỏ đẹp ra thì nó phải có nội thất đẹp nữa thì nó mới đảm bảo được các yếu tố và nhu cầu. Anh chị xem táp ly táp lô này, keo chỉ và cột kèo, tất cả mọi thứ em bao zin 100% nhé. Có lẽ là anh chị cũng không cần phải xem kỹ đâu. Hãy nhìn nội thất đây. Hãy nhìn nội thất đây, chủ nhân trang bị lót sàn 3D cao cấp rồi. Vâng, cao cấp nhìn cực cho sang chảnh. Ghế da căng đét này. Vâng, đấy anh chị nhìn này, đã trang bị màn hình Android 10 inch, giải trí 10 inch, hai chìa khóa còn theo xe và hộp số tự động được bọc mạ chrome, hai chìa khóa còn theo xe. Và anh chị nhìn thấy là điều hòa tự động này, màn hình Android 10 inch này, và sau đó nó sàn 3D ở phần trần nỉ, và sau đó trang bị cửa sổ lock nữa này. Và những cái trang bị mà với những chiếc xe đời 2011 và với giá tiền hơn 300 triệu với chiếc xe phân khúc rộng rãi như thế này, thì em tin chắc rằng đây là sự lựa chọn hàng đầu của quý khách hàng. Với cái tầm tiền mình đã cho và chọn lựa một dòng xe gia đình, những chiếc xe này thì không bao giờ ai chạy dịch vụ đâu, cho nên anh chị mua hoàn toàn yên tâm. Cứ mua số tự động chạy cho nó sướng và yên an toàn về cái mặt xe dịch vụ nọ kia. Đẹp, đẹp đúng không ạ? Khẳng định là đẹp. Đấy, những cái người mà người ta đã chăm sóc cái chất liệu xe như thế này thì anh chị sẽ nhận thấy được rằng mình sẽ sở hữu được cái sản phẩm mà mình ưng ý đúng không ạ? Mình ưng ý. Đấy, ngay cả phần cánh cửa đấy, khoang nội thất nó cực kỳ rộng luôn nhé. Nó quá là rộng luôn. Anh chị đi gia đình chở người thân, con cái có thể chơi bời ngủ nghê ở dưới này. Đấy, quá là thoải mái đúng không ạ? Trần vẫn là trần nỉ theo xe. Đấy, tất cả từng chi tiết xe nó đẹp đều, nó đẹp đều anh chị ạ. Chính vì thế với một chiếc xe 2011 thì nó là 9 năm sử dụng, thì cái việc mà nó giữ được một chiếc xe đẹp như thế này thì đó khẳng định là một cái điều đáng quý. Đây là nút mở cốp này. Đấy, nút mở cốp được thiết kế ở đây. Và sau đó tất cả các tem mác sơn si ở lòng trong của chiếc xe còn nguyên bản 100%. Đấy, ghế da căng đét luôn đúng không ạ? Căng đét và đẹp đẽ luôn. Căng đét và đẹp đẽ luôn. Xe trang bị các phím bấm mở cửa này, vô lăng khá là to bản này. Nó tạo cái cảm giác vần vần rất là ok cho người lái này. Chiếc xe này thì mới lăn bánh đấy, có 12 vạn 9 thôi, 13 vạn thôi. Một cái chiếc xe đúng với km mà nó đang có. Màn hình đây. Đấy, màn hình giải trí tích hợp tất cả các tính năng âm thanh giải trí. Rồi sau đó là cửa sổ lock rất là tiện dụng cho những cái nhà mà có trẻ con, bởi vì trẻ con nó rất thích là được hóng mát khi bố mẹ mở cửa sổ lock ra để cho nó có thể là hóng mát. Và với một chiếc xe phần tiền hơn 300 triệu, em nghĩ rằng đó là một cái điều kiện kinh tế phù hợp cho quý khách hàng để có thể đầu tư để sử dụng an toàn này và tiện dụng này đúng không ạ? Thế bây giờ ta sẽ quan sát phần máy của chiếc xe nữa là hoàn chỉnh. Một cái chiếc xe với cái tiền phân khúc hơn 300 triệu đồng đúng không ạ? Đấy, về phần xe thì anh chị có thể quan tâm thấy được này. Về zin nguyên nha anh chị nhá. Đấy, từng cái tấm nỉ, cái tấm nỉ nó sàn này anh chị nhìn này. Cái này là phần chịu nhiệt lớn hơi nước ở cái phần máy lên, nhưng nó không hề bị bong chóc đúng không ạ? Nó vẫn còn nguyên bản như thế này. Nó đẹp. Vâng, nó phải nói là nó đẹp. Và tiếp theo nữa đây này, cái phần lòng trong này, phần lòng trong này sạch sẽ này. Anh chị phải nói, em phải dùng từ sạch sẽ, bởi vì những cái chiếc xe chạy ít thì nó sẽ không bị bám bụi nhiều, và chạy những cái vùng đất mà nó không bị bùn đất này, nở loét này, xe zin nguyên từ nắp dàn cò nữa anh chị nhé. Đấy, anh chị nào có những cái chi tiết kỹ thuật xem em quay như thế nào thì anh chị sẽ nhìn thấy là zin nguyên từ nắp dàn cò, và máy thì phải zin 100% rồi đúng không ạ? Tất cả gầm bệ sắt xi. Cái cục máy 1.6 này nó là một cái cục máy mà cực kỳ là lành tính. Anh chị đi có thể là một
Yên tâm luôn, ngay cả cái chiếc xe này em vẫn bảo hành cho anh chị 1 năm về máy nhé. Sai hỏng mang đến đây, công ty Ba Tư Phan sẽ hỗ trợ sửa chữa. Còn lại thân vỏ bảo hành trọn đời cho quý khách hàng. Đó chính là những cái chi tiết mà bên em Dũng đã đại diện ekip Ba Tư Phan quay chi tiết những cái chiếc xe của công ty Ba Tư Phan để tạo nên cái sự uy tín và cái đảm bảo về chất lượng. Bởi vì em Dũng là người chịu trách nhiệm chính cho tất cả những sản phẩm của công ty và là người quyết định cho tất cả những cái phương châm kinh doanh, đường lối kinh doanh của công ty và là người giới thiệu trực tiếp những chiếc xe tới quý khách hàng. Chính vì thế cho nên quý khách hàng được miêu tả chi tiết, được bảo hành cam kết với đại uy tín của Ba Tư Phan thì quý khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm. Với 340 triệu cho một cái chiếc xe Avante đời 2011, phân khúc hạng C có trang bị cửa nóc số tự động và màn hình Android, nó sàn 3D và nội thất sạch sẽ, thân vỏ thì quá đẹp luôn, thì quý khách hàng sẽ không còn lựa chọn nào tốt hơn đâu ạ. Hãy lựa chọn Avante 2011 này để có thể mang về sử dụng cho gia đình. Cảm ơn quý khách hàng và chào tạm biệt.